gái vô được không? Rất là một cánh trong này bay ra này cô, một cánh trong này bay ra nè, bay quá trời bay, còn đảm bảo với cô trong vòng 5 ngày là hết mỗi cánh, 3 ngày thôi chứ không tới 5 đâu. Bây giờ cô mở cái tủ đó cô ra mấy đồ ra cô nó chéo thì cô nghe tiếng cắn của nó bò, nó bò lui lào xào đó. Ngồi tưởng nó có cánh rồi. Tập trung chuyên môn. Con mới làm cái nhà bên cho cái chú kia. Ông làm ông mối ăn cái nào ông thay cái nấy, thay giết giờ thay hết gần 130 triệu mà giờ vẫn bị mối. Hư cái tủ thay cái tủ, hư cái cánh cửa thay cánh cửa, thay giết giờ rồi thay xong một đợt rồi giờ mối bị ăn lợi. Không xử lý là vẫn bị lợi bình thường không? Nghe chú. Năm mươi mét. Nó nếu mà không có tác dụng của trời mưa hay là không có tác dụng của giống như không có làm nắng khô quá thì nó có 15 ngày. Lấy 4 gói thì bên em bao ship. 4 gói bên em bao ship. Đọc lại giúp em cái địa chỉ. Hình thức thanh toán của công ty như sau. Công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, miễn phí giao hàng cho tất cả đơn hàng, giao hàng tới tận nhà cho quý khách. Công ty với phương châm diệt côn trùng tận gốc rễ, với tiêu chí an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua đường dây nóng 0964 13 14 19. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
chúc quý khách một cuộc sống không có tác hại của hung trùng.